Hello mọi người, welcome to Vlogmas episode 3 là 4. Mọi người không thấy nhưng mà mình đã mặc một cái áo Noel ở đây nè. Xong rồi mình có cái ly Noel với ông Noel nằm ở đây. Bữa nay á là mình phải gói quà. Mình đã mua nhiều quà trong Black Friday với lại quà nó nằm nụt ở trong phòng này luôn á. Cho nên mình phải gói hết mấy cái quà này, xong mình phải gửi, xong mình phải đưa cho bạn, xong đưa cho family. Cho nên bữa nay Vlogmas là mình sẽ gói chút xíu quà nha. Mong mọi người thích coi mấy cái video này, với lại mình lâu lâu sẽ không có được chỉ mấy cái quà, tại vì lỡ mấy bạn của mình coi quà là nó biết hết là không tốt, cho nên mình làm nó chút xíu blurry, là chút xíu mờ mờ nha. Ok, bây giờ mình sẽ gói quà nha. Bữa nay mình muốn chỉ làm sao gói quà cho nó đẹp á. Lâu lâu mình thích gói quà giống như cục kẹo vậy, cho nó trưng, cho nó đẹp hơn. Mọi người có thấy nó dễ thương không? Mình thấy nó rất là dễ thương. Đó, giống như cục kẹo vậy, cho nó thấy cho nó đẹp chút. Mình kéo, hồi nãy mình kéo cái dây này nè, cho nó tròn tròn, cho nó khêu lên. Nhưng mà mình kéo lộn bên đây cho nó xấu, cho nên mình bỏ nó như vậy. Cái này là cuốn quà của Tý không á, năm nay xịn lắm á, cái gì nó cũng được hết à. Mọi người thấy mấy cái quà này là mọi người chắc nghĩ là ôi trời ơi, thằng Tý với con Y bữa nay được quà xịn quá ha. Dạ không phải đâu, mình thích giỡn với mấy đứa nhỏ lắm á, cho nên mình lấy mấy cái hộp xịn xịn á, xong rồi mình bỏ mấy cái đồ nghèo nghèo vô trong mấy cái hộp đó đó, cho lúc mà nó mở ra thì nó mừng hụt phải không, nó thấy oh my god, cái hộp này là Apple, cái hộp này là iPad, xong rồi mở ra là đồ rẻ tiền không à, cho nó vui chút xíu, cho làm cho nó cười chút xíu. Cái này là quà của má, trời ơi nó bự, thật là bự, nó giống như cái bánh tét vậy á. Mọi người thấy nó có giống không? Mình bưng nó mình nghĩ ước mơ có bánh tét bự như vậy, ăn chắc là đã luôn á. Nhưng mà mấy năm nay má đi làm nhiều quá, bà không làm bánh tét cho mình nữa, bây giờ mình ước mơ bánh tét hoài à. Mọi người ơi, mới đây là tháng 12 rồi đó mà nó bay qua nhanh thì cả nhanh luôn á. Mọi người có mua hết quà cho mấy đứa nhỏ chưa? Nhà mình á thì mình lo lắng ngày Black Friday, với lại mình mua sớm thì cái sớm năm này á để làm cho nó xong xuôi. Cho nên bây giờ mình chỉ có gói quà là mình đã chuẩn bị đồ xong hết rồi á. Tháng 12 ở Norway là giống như Tết vậy á. Bình thường boutique đó, nó đóng cửa ngày Sunday là ngày thứ nhật. Nhưng mà tại vì tháng 12 ai cũng bận biểu hết á, boutique nó mở hết xả láng ngày thứ nhật, ngày thứ bảy nó mở hết cho người ta có cơ hội để mua quà với lại chuẩn bị đồ với mua đồ ăn, đồ uống luôn á. Là mọi người biết là tháng 12 là rất là bận biểu, tại vì bình thường tháng 12 là Sunday là ngày nghỉ của người Norway á, không có ai đi làm hết á, chỉ có vài ba cái tiệm nhỏ nhỏ mở thôi. Nhưng mà bây giờ tiệm lớn, tiệm nhỏ, cái gì nó cũng mở hết á, cho người ta có cơ hội để mua quà là mình biết là bên đây là bận biểu rồi đó. Đó, bây giờ mình gần xong gói quà rồi đó. Lúc mà mọi người coi á là mình coi chỉ có vài ba giây phải không, nhưng mà lúc mà mình quay phim với mình gói nguyên cái quà này là mình xài hết 3 tiếng đồng hồ. Mọi người thấy trong phim thì mình làm tặc, nhưng mà lúc mà mình gói đây mình làm chậm thì cái chậm luôn á, tại vì mình phải nghĩ màu nè, xong rồi viết tên nè, phải viết đúng tuổi, viết đúng cái gò về cái này cái kia. Ây da, nhưng mà finally mình đã xong xuôi rồi, cũng đã rồi đó. À, mình muốn hỏi mấy người mà coi YouTube của mình, năm này mọi người ăn cái gì lúc mà ngày Yule? Bình thường nhà mình thì ăn bánh hỏi với thịt ba chỉ với nước mắm, ăn ngon thì còn ngon luôn á. Còn người Naui thì ăn với phai tây. Còn mọi người ăn sao thì viết xuống cái comment nha. Bây giờ mình gói quà xong hết rồi là mình sẽ bỏ nó dưới cây Noel á. Mình sẽ sửa soạn cái cây Noel chút xíu cho mấy cái quà nó nhìn cho nó đẹp hết. Mọi người thấy năm này có nhiều quà phải không? Cái này là quà của mình đưa cho mấy đứa nhỏ không á, cho nó chưa có bỏ quà của nó, là năm này cây nó sẽ có nhiều nhiều quà lắm á. Nhưng mà mọi người thấy oh my god, chắc quà xịn, nhưng mà mọi người phải nhớ là mấy cái thùng bự bự á là nó đồ giá có trong đó không à, cho nó mừng hụt chút xíu á, chứ không phải cái gì là đồ mắc hết á trong đó. Mình chỉ có thích làm cho nó đẹp thôi á. Năm này mình giàu hơn mấy năm trước á, cho nên năm này mình mua quà cho con chó của mình luôn á, là mấy cái thùng màu tím á, là trò chơi cho con chó của mình, cho nó khỏi chán lúc mà nó dời dư đó. Bên đây chó giống như con người vậy đó, nếu con người được quà nó cũng phải được quà, nếu mình ăn ngon á nó cũng phải ăn ngon, nếu không nó nhìn mình nó cà nam xong nó hứ, cái mình phải đưa nó đồ à. Chó bên đây sống sướng lắm mọi người. Mình bây giờ phải gửi cái này nha cho gia đình người Na Uy á, cho nên mình bỏ nhiều đồ ở trong đây rồi đó.
Năm này mình gửi quà cho gia đình ở Vos á. À, đúng ra cái vlog tháng 8 hay tháng 9 là mình đi xuống đó đi thăm, nhưng mà mình chưa có làm YouTube xong á, cho nên mọi người không có hiểu mình đang nói gì hết á. Nhưng mà năm này mình đã gửi quà sớm cho mấy người đó, được quà sớm. Ok mọi người, hồi nãy mình đi phố cái tiệm Việt Nam á, mình mua cả đống đồ luôn á, mua tới 1.125 đồng luôn. Bây giờ mình sẽ chỉ mình mua cái gì nè, là kêu bằng shopping haul. Xong rồi lúc mà mình chỉ hết á thì mình sẽ xài mấy cái đồ mình mua á để làm đồ ăn Hàn Quốc. Trước nhất là kim chi. Mình thử kiếm kim chi ở cái thành phố này hết 3 tháng rồi mà không có chỗ nào hết, tại vì nó mất hết đồ, tại chắc corona nó import không vô. Cái này là chili flavor bằng rong biển. Cái này thì mình mới lần đầu thấy cái cây á, chứ mà mấy cái kia thì mình thấy màu xanh nước biển với màu xanh lá cây không, mà nó hơi ngọt ngọt chua chua. Còn cái này là mình thấy cái cây mình muốn thử nó. Cái này là chip cây thiệt là cây luôn á. Cái mì gói mà cây thiệt là cây, nó làm kiểu chip á, cho nên mình muốn thử nó nha. Cái này là xì dầu của Hà Nhật. Mình nghĩ cái này là soup base, là chắc làm canh á, thì mình bỏ cái này vô là nêm nếm chắc ngon lắm á. Cái này là từ Nhật tới. Cái này là xì dầu. Cái này là light soy sauce, là xì dầu nhẹ. Nói vậy cho nó dễ hiểu. Dashi light soy sauce soup base nhẹ, soup base nặng ở bên kia kìa. Cái này là black vinegar, là cũng của Nhật tới, là nói giống như vinegar là edik là giấm màu đen của Nhật. Không biết nó ra sao, mình mua thử thôi. Cái này là golden curry. Mình hết rồi, mình mua 1 ký từ Oslo á. Bây giờ mình ăn hết rồi cho nên mình mua cái nữa. Spicy mày gói, mấy cái này cũng mấy tiệm kia cũng bán, nhưng mà mấy tháng này không có, cho nên mới có lại mình chụp 3 cái. Chụp 4 cái chưa? Xin lỗi. Có cái này là mayonnaise của Nhật. Hồi xưa một cái này bán 30 đô luôn á. Mình thấy mắc, thiệt là mắc, mình không bao giờ mua. Nhưng mà bây giờ tự nhiên nó hạ xuống 60 đồng. Hồi xưa mấy cái đồ này là 300 đồng một cái ở Oslo không à. Tại vì lúc đó là import nó chưa có nhiều giống như bây giờ á, cho nên cái gì cũng mắc, thiệt mắc hết á. Nhưng mà bây giờ thì giá nó đỡ chút xíu rồi. Cái này là chili pepper cũng của Nhật. Mình nghĩ cái này chắc bỏ trong rọ mình quá, hay là ăn cay thôi, giống như cái chili của Hàn Quốc á. Nhưng mà cái này là chắc có Nhật mình chưa biết chắc chắn, nhưng mà mình sẽ Google xong mình sẽ thử làm mấy cái món ăn ngon ngon. Bị số 2 là cũng kim chi mì gói. Xong rồi mua chút xíu mochi. Mình mua một cái màu đen tại vì chưa thấy brown sugar mochi, với lại một cái mà có peanut. Một cái là 22 đồng, mình thấy cũng rất là rẻ cho nên mình mua hai cái. Cái này là mapo tofu, ăn cay thì cay, mình muốn thử cái món này nè, cho nên mình mua một cái để thử. Mua hai cái golden curry đó cho mình dành và ban ngày nữa mình ăn. Rồi mình mua hai cái đồ yellow radish, cái này là đồ Hàn Quốc mà nó bán cái này thì rẻ, cái này chỉ có 25 đồng, bình thường là 50 đồng ở Oslo. Mình đi Oslo nhiều thì nhiều cho nên mình nhớ giá nhiều lắm á. Mình tự nhiên thấy ủa chỉ có 25 đồng sao mà rẻ vậy, lấy hai cái. Cái này là tempura của Nhật, mình không bao giờ thấy tempura Nhật, mình chỉ có thấy tempura của Thái Lan thôi á. Mình thấy cái Thái Lan cũng không có, nó không có ngon nhiều mấy, cho nên mình thử cái này, thử cái của Nhật có ngon không. Cái này là mắc nhất. Cái này là kimchi flavor marinade, là nếu mình làm kimchi á là mình bỏ cái nước sauce này vô trong mấy cái đồ kimchi á là nó ngon, thiệt là ngon. Mình thử khỏi tự làm, tại vì lúc mình thử làm á mình thấy cái technique của mình không có ngon giống như mấy cái nước sauce này, cho nên mình thấy nó bị hư nhiều lắm. Còn lúc mình pha cái này vô thì nó nằm ở trong tủ lạnh một tháng cũng được luôn á. Còn mấy cái kia nó bị mục vô sớm, cho nên mình thấy mình làm chưa có chắc chắn thôi, mình mua cái là tốt nhất. Chỉ cái này là Korean Ginseng Tea, là trà bổ của Hàn Quốc tới. Cái này ginseng không biết kêu bằng gì bằng tiếng Việt, mà chắc mọi người nhìn hình là mọi người biết phải không. Cái này má mình nói bà già rồi, bà cần sức á, mua mấy cái đồ ginseng cho bà. Mình cũng thấy cái hiệu này ở Hàn Quốc very popular, là rất là nổi tiếng, cho nên lúc mà mình thấy nó trong boutique á, mình chụp nó cái thử cho má. Mà mình thấy giá của cái này nó cũng không có mắc nhiều lắm, cái này là chỉ có
60 đồng à, 59 đồng, 95. Mua mấy cái đũa, mọi người nhớ lần trước là mình mua mấy cái đũa này nó ở Naui nó không có space giống như mấy cái đũa này, cho nên mình mua 4 cái. Cái này là cho Y với Tí ăn, còn mấy cái đồ đắt tiền á thì lâu lâu mình mới được xài đó mọi người. Mình mua hết nhiều như vậy á mà tới 1.125 đồng hay là 1.225 đồng gì đó, mình thấy cũng ok please. Nếu có tiệm Việt Nam ở đây á thì mình khỏi đi lên Ushu để mua, nhưng mà nó bán chút xíu đồ hơi thiếu nha, cho nên mình có vài ba cái thì mình cũng lâu lâu phải lên Ushu mua một lần. Hồi xưa thì giống như mình đi 4 lần trong một năm, bây giờ thì mình chỉ có cần đi 1 lần hay 2 lần trong một năm, hay là mình gửi bạn của mình mua cho mình. Mình ủng hộ cái tiệm này nhiều lắm, tại vì mình không có muốn nó bị bút trá, tại vì mình không có muốn chạy lên Ushu để mua đồ nữa, mình muốn chỉ có tiền ra xách xe ra mua cái ẹt là xong à. Ok, bây giờ mình sẽ làm đồ ăn với mấy cái đồ này nè. Bữa nay mình sẽ làm món kimchi fried rice, là cơm chiên kim chi. Cái cơm chiên này cũng không có khác biệt mấy cái cơm chiên bình thường, nhưng mà cái khác biệt là mình bỏ vô kim chi với xúc xích với lại lết. Mình xài xúc xích của mini pulse của mini, mình thấy mấy cái xúc xích này ngon lắm. Xong rồi cái gia vị nó khác hơn cái xúc xích bự bự. Mọi người nhớ cắt kim chi cho nó đều đều, xong rồi mình chiên nó lên cho nó đều nóng, cho nó nâu nâu, lúc đó thì mình sẽ bỏ vô bắp. Mình thì thích ăn nhiều bắp lắm á, cho nên tại vì mình thích nhiều ngọt, cho nên nếu mọi người không thích bỏ nhiều bắp thì bỏ chút xíu thôi, không có cần bỏ nhiều giống như cái của mình. Mình chiên qua chiên lại á là nó đều nóng rồi á, thì mình bỏ vô cơm. Cái món này mình làm rất là nhanh cho nên mình không có cần nhiều ingredients để làm cái món này. Bây giờ mình chiên cơm nó đều hết rồi là mình bỏ nước sêu màu đỏ. Cái nước sêu này là mình tự làm, là mình bỏ chút xíu đường ở trong nước sêu, xì dầu với lại vít lết với lại gochujang là mình nêm nếm giống như cái Hàn Quốc vậy đó. Bữa nay mình sẽ thử làm đẹp nha, nhưng mà mình làm hơi tùm bậy tùm bạ cho nên nó hơi xấu chút xíu với lại nó hơi hư, nhưng mà cái món ăn này rất là ngon luôn á. Mình thử làm cái trứng giống như một cái vulcan vậy á, nhưng mà mình xài cái chảo nó bự quá cho nên nó không có đủ trứng, cho nên nó nhìn hơi kỳ kỳ. Xong rồi bây giờ thì mình sẽ bỏ mozzarella ush là phô mai lên á vô trong cái cơm á, cho nên lúc mình ăn cơm mình kéo ra ush nó ngon thiệt là ngon. Bây giờ cái màu đen á là seaweed là mình mua hồi nãy từ cái tiệm tiệm Việt Nam á, xong rồi mình blend lại ăn hết sải luôn á. Cơm nó hơi cháy chút là kêu bằng nuronji, bằng tiếng Hàn Quốc là ăn cơm chiên cháy, là bây giờ hết sải luôn á. Mọi người thấy nó hơi xấu chút, nhưng mà mình bảo đảm là kiếm mấy cái này thử ra rất là ngon luôn á. Nó the the cay cay với lại chua chua với ngọt ngọt, với lại cái trứng nó làm mình rất là no, thiệt là no. Cho nên cái món ăn này rất là cost efficient, là ý nghĩa nếu mà mình là học sinh không có nhiều tiền á, mình mua mấy cái này mình ăn nguyên cả tuần cũng có luôn á. Ok, bữa nay chương trình đã kết thúc. Mong mọi người thích mấy cái video này, với lại cảm ơn mấy người mà lần trước viết cái comment với lại ủng hộ mình. Hope you guys will like this video. Nhớ subscribe and bấm like. See you next time. Bye!